Đạp gió 2023, Chibu, Ella, Mạnh Giai hạ gục đội khách mời Jessica, đội quá khứ làm náo động CNET. Trong vòng công diễn 4, khán giả thích thú khi xuất hiện khách mời gồm những ngôi sao lớn. Tuy nhiên, nhờ màn tái hợp với Ella, Chibu đã đạt điểm số cao vút và chiến thắng ngoạn mục. Tên tuổi nữ ca sĩ Việt hiện cũng lọt hot search mạng xã hội tứ trung. Đội khách mời sẽ bao gồm 3 thành viên là Mạnh Giai, Zia, cựu thành viên Miss A, Jessica và cháu bút trướng. Đây sẽ là 3 tỷ tỷ được mời đến để trợ giúp thí sinh. Theo những lời đồn đoán được lan truyền, Ella và Chibu sẽ tái hợp sau khi chung team ở Si Tình. Cả hai sẽ nhận được hỗ trợ từ Mạnh Giai biểu diễn ca khúc Set Up and Dance. Một số hình ảnh tại hậu trường do fan chụp lại cho thấy Chibu khá thân thiết bên cạnh Mạnh Giai, củng cố cho tin đồn chung đội là chính xác. Bên cạnh đó, nhiều tin đồn hiện cũng đã công khai điểm số của Chibu tại công diễn 4. Theo đó, trong công diễn 4, team Chibu đạt 839 điểm. Chưa rõ xếp hạng mấy nhưng team Chibu sẽ chiến thắng những đội của khách mời khác, bao gồm cả Jessica. Theo tin tức được chia sẻ, tại công diễn 4, Chibu có tạo hình cực ngầu và thậm chí sẽ có màn ke đầu, một động tác khá khó trong hip hop để mang lên sân khấu đạp gió năm nay. Với khả năng nhảy của mình, nếu đây là thông tin chính xác, Chibu chắc chắn sẽ có màn trình diễn cực đỉnh trong công diễn 4 để vớt vát lại công diễn 3 khá tệ hại của mình. Không những vậy, trong tối ngày 5 tháng 6 vừa qua, Chibu lại một lần nữa khiến khán giả Việt Nam bất ngờ khi lên hot search Weibo với chủ đề Chibu là đội trưởng trường Street Dance Việt Nam. Hot search đứng vị trí thứ 4 bảng tổng hợp và vị trí thứ 3 bảng giải trí với hơn 200 triệu lượt đọc, chứng tỏ sức hút khó tin của nữ ca sĩ Việt Nam tại xứ Trung. Nhiều khán giả bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng nhảy của Chibu và dành lời khen ngợi. Sau khi Chibu được biết đến nhiều hơn ở thị trường Trung Quốc, nhiều khán giả ở đây cũng dần tìm hiểu về cô. Thế nên suốt thời gian qua, Chibu nhiều lần xuất hiện trên hot search mạng xã hội xứ Trung và được đông đảo khán giả bàn luận, đa số là dành lời khen ngợi. Trở lại thì ở hiện tại, Chibu gặp nhiều khó khăn trong việc thể hiện ca khúc ở vòng công diễn 3. Chibu chung đội với Ngô Thiến và Lý Sa Mân Tử biểu diễn ca khúc Sơn Hà Đồ. Đây là bài hát có giai điệu nhanh và toàn bộ bằng tiếng Trung, gây khó khăn cho một nữ ca sĩ ngoại quốc còn chưa rành tiếng Trung như Chibu.